và ở game rê trưởng. Thì trong chương trình thi game này, chúng ta chỉ cần chơi từng tay, hai quãng 8. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tay phải trước và tay trái sau. Chúng ta sẽ dùng ngón là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Game rê trưởng thì có hai phím thăng là pha thăng và đô thăng. Bây giờ cô sẽ bắt đầu với tay phải như sau. Tay trái chúng ta sẽ đặt thấp hơn một quãng so với tay phải. Chúng ta dùng ngón là 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 và 3, 2, 1. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn game rê trưởng riêng tay ở trên hai quãng 8 tốc độ 66 nhé.